Alo, chào các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ cái lỗi của cái con máy cục gạch Intel này. Nó bật lên nó báo một dòng chữ tiếng Anh, thì khi tra ra nó là báo nhiệt độ thấp, tắt nguồn xong bao nhiêu giây ấy. Thì cái lỗi này của nó là không bị chạm chập gì trên main đâu. Đây mà mình đang nắp thử một cái pin khác nhé, là nó đang cái lỗi này là do pin ấy. Anh em nếu biết rồi thì có thể bỏ qua, còn em chia sẻ những ai chưa biết nhé. Đây em nắp pin, nắp quả pin. Nhớ chuyển cái này là cứ đọc mã lấy được tiền không? Chờ một tí nhé. Đây là đang nắp quả pin này nha, pin mới nha. Thì nên nguồn bình thường này. Nắp cái quả pin là lỗi rồi này. Đồng máy Intel nhé, máy cục gạch Intel. Đó, nó đang báo lỗi rồi đấy. Mình phải thoát cái này ra mình. Đấy, là nó sập nguồn luôn. Nó báo lỗi sau đó sập nguồn luôn. Mình bật lại này. Để nhanh nó có cái dòng chữ mấy giây đấy. Dòng chữ tiếng Anh báo giây ở bên dưới ấy. Đó. Đó, đó, đó. 1-2 giây là sập nguồn luôn. Thì cái lỗi này thì chỉ cần thay pin thôi. Thay quả pin mới vào. Nó dùng chung với pin Nokia. Thì không bị nữa nha. Đó, dùng bình thường. Cái dòng chữ đấy thì em đã chụp hình lại và search trên Google thì nó báo, nó dịch ra là nhiệt độ quá thấp, tắt máy trong bao nhiêu giây ạ. Đấy, ok. Cảm ơn các bác nhé. Ai theo dõi video thấy hay thì chia sẻ cho em nhé.